Nên cái võng là cái nơi mà tiêu diệt hết mọi công đức của chúng sinh. Thường thường ta nằm võng ta kê cái chân lên cao phải không ạ? Đó. Ví dụ nhất là ta nằm trong nhà, kê cái chân ra ngoài đường, mà nhất là mình nằm gần gần cho xe qua lại đó, mình đứng nhìn tất cả mọi người đi qua trên đường trong ngày đó là bị mình đưa đạp bàn chân vô mặt hết. Nên bao nhiêu phước mình đổ xuống sông sập, cẩn thận từng cái bàn chân.